Ok, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo và rất vui khi gặp lại các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay trực tiếp tại Belo Lê Hải Tổ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Belo có về thêm được cái phiên bản CT0288O006. Đây là một phiên bản kính gọn sẻ cước càng nhựa thuộc bộ sưu tập Signature C The Cartier mà Belo bán rất là chạy trong những cái dịp cuối năm và đầu năm vừa rồi. Và cái phiên bản này thì cũng đã cháy hàng tại Belo trong dịp Tết vừa rồi, và bây giờ thì chúng ta đã có sự bổ sung rất là kịp thời để có thể giúp cho các anh chị chúng ta tiếp tục mua sắm và thoải mái lựa chọn mẫu kính Cartier tại Belo với một số lượng mẫu mã có thể nói là vô cùng là nhiều. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được cái phiên bản CT0288O006. Nó sẽ được mạ vàng 12 carat và càng nhựa đồi mồi. Chúng ta sẽ có được thông số mắt là 57 này, cầu 19 và càng 45. Đây sẽ là một cái thông số mà rất là phù hợp với các anh khuôn mặt to, và đây là đặc điểm chung của người châu Á của chúng ta. Hộp của nó sẽ là như thế này, và chúng ta sẽ có số serial number riêng cho chiếc kính này là F09F90KD. Đó. Rồi, và mở hộp ra thì cái phiên bản CT0288O006 này thì nó cũng sẽ được trang bị cái bộ hộp tiêu chuẩn của những chiếc kính Cartier. Các anh chị sẽ thấy là hộp kính Cartier này, chúng ta sẽ có được một màu đỏ rất là đẹp. Nó sẽ giống với chất liệu mà Cartier trang bị cho cái quyển catalog dành tặng cho Belo này. Đó. Ở đây sẽ là cái catalog từ năm 2020, và kể từ năm 2020 thì Cartier họ cũng đã ngừng sản xuất những cái catalog bằng giấy rồi. Do đó là chúng ta sẽ chỉ có những cái phiên bản điện tử thôi. Và đây CT0288O006 cũng sẽ là một cái phiên bản cách tân cho cái phiên bản CT0042O truyền thống của họ. Chúng ta sẽ thấy là chữ C này, ở những cái phiên bản truyền thống này thì nó sẽ là chữ C ngắn này. Còn với CT0288 thì nó sẽ là chữ C được kéo dài ra. Đó, rất là đẹp. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản hộp vải. Đó, rất là quen thuộc với những cái phiên bản kính gọng khoan sẻ cước mạ vàng 12 carat mà Belo đã đập hộp cho các anh chị. Ở đây thì với những cái phiên bản sẻ cước thì chúng ta sẽ còn có một cái bộ cước của hãng này. Đó, nếu mà phiên bản gọng khoan thì chúng ta sẽ có những cái bộ bịt đầu ốc đi kèm này, chúng ta sẽ có khăn lau kính của Cartier này, chúng ta sẽ có khăn lau kính Cartier này, chúng ta sẽ có một quyển sách về nhà sản xuất, đó, thông tin chung về sản phẩm này, sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Kering Eyewear này, là tập đoàn mà sở hữu cái thương hiệu kính Cartier hiện tại. Chúng ta sẽ có một cái quyển sổ bảo hành của Cartier, thì với việc là đại lý ủy quyền chính thức của Cartier tại Việt Nam thì các anh chị cũng sẽ nhận được đầy đủ cái chế độ bảo hành 2 năm đối với các cái lỗi của nhà sản xuất cho những cái phiên bản vàng mạ, và 3 năm đối với những cái phiên bản vàng đúc. Rồi. Ok, và xin chào các anh chị với CT0288O006, và phiên bản này thì sẽ có mức giá niêm yết chính thức tại Việt Nam nó là 29.800.000 đồng. Rồi, và Belo sẽ tháo cái này ra để cho các anh chị dễ xem này. 29.800.000 đồng, và khi mà các anh chị mua tại Belo thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái cặp tròng kính đổi màu chống vỡ màu xám khói của Essilor chiết xuất 1.59, trị giá là 5.738.000 đồng. Các anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn của Belo để nhận được cái sự tư vấn chi tiết và phù hợp với từng nhu cầu của các anh chị, cũng như là báo mức giá tốt nhất nha. Và ở cái phiên bản CT0288O này thì chúng ta sẽ có được cái phần gối kính này, đầu càng này thì được làm bằng thép và mạ vàng, lõi thép và mạ vàng 12 carat này. Đó. Đây sẽ là không phải là phiên bản vàng đúc nha các anh chị. Chúng ta sẽ có được cái vàng mạ 12 carat này. Và nếu mà các anh chị là một người chơi kính thì chúng ta sẽ nhận thấy được là cái sắc độ mạ vàng của Cartier luôn luôn là rất là đỉnh cao và rất là sắc nét. Đó, nó ánh lên một màu vàng không lẫn đi đâu được. Đấy, của Cartier rất đẹp như thế này, và chỉ có vàng thật và vàng của Cartier chúng ta mới có được cái màu như thế này thôi. Và đây chúng ta sẽ làm cái phiên bản càng đồi mồi, chúng ta sẽ còn có những cái phiên bản càng đen và càng nhựa xanh nữa, thì Belo cũng sẽ mở hộp cho các anh chị xem trong các video clip mà kế tiếp. Ở phiên bản CT0288O này thì chúng ta sẽ được trang bị ve trong truyền thống của Cartier này. Thì khi mà các anh chị chúng ta sử dụng trong thời gian dài, ve nó có bị ố thì các anh chị cũng luôn luôn yên tâm là Belo có thể đặt hàng thêm cho các anh chị những cái ve thay thế này được. Và chỉ có những đại lý ủy quyền của Cartier thì mới có đặc quyền như vậy đối với khách hàng của mình. Ở đây chúng ta sẽ có một số những cái thông tin ở bên càng trái này, chúng ta sẽ có Cartier này,
đó, với triện chữ C này, chứng thực hàng chính hãng của cashier này. Chúng ta sẽ có càng là 145 này đó, và đây là sẽ là số serial number của chiếc kính. Một điểm khác biệt với ở những cái phiên bản Cartier mới so với cả những cái phiên bản Cartier truyền thống mà Belo cũng nhận được một số thắc mắc của anh chị, đó là ở những cái phiên bản truyền thống, ví dụ như là phiên bản CT0042 này, hay là phiên bản gọng khoan truyền thống là phiên bản CT0048 này, thì chúng ta sẽ có số serial number thì được Cartier họ sẽ khắc ở phần cầu kính. Tuy nhiên ở những cái thiết kế mới, đó, signature C mới, với chữ C được kéo dài ra, thì họ sẽ được họ sẽ khắc cái số serial number ở phía bên càng trái và khắc ở trên càng nha các anh chị, chứ không phải là khắc ở cầu kính nữa. Và trên cầu kính thì chúng ta sẽ có được thông số mắt là 57 mm và cầu đây là 19 mm. Rồi, mắt lót của Cartier này, chúng ta sẽ không thấy có cái thông số về chiều rộng của mắt ở trên mắt lót nữa, mà chúng ta sẽ có được cái thông số bên càng. Rồi, tiếp tục ở phần phía bên càng phải thì chúng ta sẽ có được càng kính là 145 mm này, Made in France, sản xuất tại Pháp này, và đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu này. Chúng ta sẽ có được cái số model là CT0288O006. Với cái phiên bản 006 này thì chúng ta sẽ có được cái kích thước là 57-19-145. Đây là kích thước rất là phù hợp cho các anh mà chúng ta có khuôn mặt to và hơi tròn một xíu, thì chúng ta đeo mẫu này rất là đẹp. Đây cũng sẽ là một cái phiên bản mà chúng ta rất là phù hợp để lắp mắt đa tròng, vì cái chiều cao của tròng kính khi mà lắp lên thì chúng ta có thể thấy là với cái mắt có sẵn của Cartier thì chúng ta đã có một cái chiều cao nó rất là tốt để chúng ta đeo đa tròng rồi. Cái tròng này thì nó sẽ phải có chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 40 cho đến 42 mm, nó là một cái chiều cao rất là tuyệt vời để chúng ta lắp đa tròng. Và thêm nữa thì với cái thiết kế có ve thì nó sẽ tựa lên mũi của chúng ta rất là chắc chắn, để nó bám lên ve mũi của chúng ta, mà nó sẽ giúp tâm mắt của chúng ta ổn định trên gọng kính và trên tròng kính. Nó sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được tốt nhất cái tính năng của những cái cặp đa tròng đắt tiền. Và ngoài ra thì nếu mà các anh chị mà có độ tuổi dưới 50, chúng ta chưa cần thiết phải đeo đa tròng, thì chúng ta cũng có thể trang bị cho mình những cái cặp tròng kính chống chói lái xe ngày và đêm rất là chất lượng, như là Chrysler Sapphire SR của Exelon. Đó. Với cái phiên bản gọng xẻ cước này thì chúng ta có thể lắp chiết xuất 1.50, 1.56 và hay là 1.6 vào đây đều được. Tuy nhiên thì nhà sản xuất cũng như là Belo cũng sẽ khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên sử dụng những cái tròng mà có chiết xuất 1.59 hoặc là 1.53, đặc biệt là với những cái độ viễn. Khi mà chúng ta bị viễn này, viễn thị này, thì chúng ta sẽ thấy là về tâm thì nó rất là dày và về rìa thì nó rất là mỏng. Và với việc là rìa rất là mỏng thì khi mà chúng ta xẻ đôi này, xẻ đôi nó ra để cài cước vào thì nó sẽ rất là dễ bị mẻ. Do đó là chúng ta lấy cái chiết xuất 1.59 là cái chiết xuất chống vỡ với vật liệu polycarbon, thì nó sẽ giúp cho việc xẻ cước này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, và trong quá trình chúng ta sử dụng chúng ta cũng sẽ hạn chế được tối đa cái việc là bị mẻ hay là bị vỡ trong kính. Những cái gọng xẻ cước này nếu mà chúng ta bị viễn mà chúng ta lắp cái chiết xuất 1.6 chẳng hạn, hay là 1.56, 1.50 thì rất là dễ bị mẻ nếu mà chúng ta chẳng may chúng ta bị rơi kính, đập cái mé kính này xuống mặt cứng này thì chúng ta sẽ rất là dễ bị mẻ. Thì khi mà chúng ta lắp cái tròng kính mà có chiết xuất chống vỡ để lắp gọng khoan thì chúng ta cũng sẽ có được một cái độ an toàn và bền bỉ hơn rất là nhiều. Đó cũng là lý do là cái gọng kính CT0288O006 này nó là gọng xẻ cước. Tuy nhiên thì Belo vẫn tặng các anh chị một cái cặp tròng kính đổi màu chống vỡ của Exilog Pháp, chiết xuất 1.59, trị giá 5.738.000 đồng, mà không phải là cái loại mà chiết xuất 1.50 là chiết xuất cơ bản đó, để giúp cho chúng ta có được một cái trải nghiệm đeo tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta có thể trang bị cái tròng kính đổi màu ha, tròng kính đổi màu của Transition Signature Gen 8 với váng phủ Sapphire SR thì nó sẽ chống chói phản quang hai mặt của tròng kính, nó giúp cho các anh chị đeo kính trải nghiệm đeo được tốt hơn rất là nhiều. Rồi thì các anh chị khi mà chúng ta mua gọng kính Cartier tại Belo thì Belo cũng rất là mong là chúng ta sẽ để ý hơn với những cái cặp tròng kính lắp lên gọng một chút, tại vì những cái gọng kính chất lượng cao, gọng kính xịn như thế này mà chúng ta lắp những cái gọng, những cái tròng kính bình thường vào thì nó sẽ rất là phí, và chúng ta sẽ không có được một cái trải nghiệm
đeo một cách tốt nhất. Ví dụ như là một chiếc kính gọng kính này mà chúng ta không cần phải lắp những cái tròng kính nó quá đắt tiền, 15, 20 triệu, 30 triệu chúng ta không cần thiết. Nhưng mà những cái cặp tròng kính ví dụ như là Sapphire HR trị giá 2 triệu 950 nghìn một cặp, nó là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Hoặc là khi mà chúng ta lắp đổi màu với mức giá khoảng tầm 5, 7 triệu gì đó thì chúng ta cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là hợp lý, và để nó hoàn toàn xứng đáng và nó đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Và đó là cũng là chọn bộ sản phẩm mà các anh chị khi mà chúng ta mua kính Cartier tại Belo chúng ta nhận được đó. Và Belo khi mà các anh chị mua thì chúng ta sẽ có vào tên các anh chị này, và chúng ta sẽ còn có dấu đỏ của Belo nữa, thì vào sổ bảo hành thì nó sẽ giúp cho các anh chị nhận được cái chế độ bảo hành 2 năm ở trên toàn cầu, và có bất kỳ vấn đề gì thì các anh chị đều có thể mang trực tiếp qua Belo để được các kỹ thuật viên của chúng tôi có thể căn chỉnh lại. Khi mà chúng ta lỡ ngồi lên chúng ta làm lệch gọng các thứ thì chúng ta đều có thể được căn chỉnh một cách miễn phí trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc là Belo Nguyễn Trãi, số 100 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị trong video clip ngày hôm nay. Rất là cảm ơn sự ủng hộ rất là tuyệt vời của các anh chị ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tất cả các tỉnh thành trên cả nước với những cái phiên bản kính Cartier, Montblanc hay là Ray-Ban, cũng như là những cái cặp tròng kính Essilor. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của anh chị. Mọi câu hỏi và thắc mắc thì anh chị có thể nhắn tin qua fanpage và để lại comment, bình luận trong video clip này, thì Belo cũng sẽ cố gắng giải đáp được chính xác toàn bộ những cái nhu cầu, những cái câu hỏi của anh chị. Rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị, và xin chào và hẹn gặp lại.